Thanh Thanh xin kính chào quý khán giả của đài BWN TV 57.3. Kính thưa quý vị, trở lại với ống kính của đài BWN ngày hôm nay với một cái talk show rất là đặc biệt một lần nữa. Thanh Thanh xin được chào mừng quý vị đến với cái talk show đặc biệt cùng với lại tiệm vàng Bảo Hoàng. Thì ngày hôm nay thì Thanh Thanh lại một lần nữa có cái dịp đến đây để mà bây giờ là Thanh Thanh sẽ tự chọn cho Thanh Thanh cũng như là mời Nancy trở lại với màn hình của BWN. Vâng, thì bây giờ nhờ Nancy nói là giai đoạn này là mình đi xuống như cái giai đoạn nào rồi hả Nancy hả? Cái giai đoạn này trong cuộc sống của chị em phụ nữ mình là gọi là anniversary 10 năm, đã nghĩa là tới giờ là upgrade. Cái giai đoạn trước đó thì anh cho em bao nhiêu cũng không sao. Cái giai đoạn này thì bây có giờ đòi hỏi cả sao? Cái này là có đòi hỏi. Không phải, tại vì lúc đó bạn chị thường thường kể lễ với em nè. Hai đứa rồi. Ba đứa rồi, giờ chỉ là tới cái lúc là mình phải thưởng cho mình rồi, cực quá rồi. Tội với lại trong cái thời gian mà mình có con cái, mình cũng lu bu lắm, cả hai vợ chồng đều rất là lu bu với con cái, công ăn việc làm. Nhiều khi cái sự sơ ý, cái này là Thanh Thanh phải nói dùm cho các anh nè, cái sơ ý nó phải có. Đúng không ạ? Cho nên cái này, cái này là cái sự bù đắp lại cho nhiều người. Đó, đây là cái sự bù đắp của các anh đối với các cô vợ của mình. Đúng không ạ? Cho mùa lễ Giáng sinh. Cho mùa lễ Giáng sinh, đúng rồi. Thì cái giai đoạn này của mình á, là cái giai đoạn là upgrade. Và sau đó sẽ chọn cho mình những cái hộp một hồi xưa mới mới yêu á, thì 5 ly. Rồi sau đó thì yêu thương thêm một chút xíu lên 1 cara. Rồi cara rưỡi là 2 ca. Là chính là, tại vì lúc mới quen nhau thì ai cũng có cái khả năng của mình nó giới hạn. Nhưng mà khi mà lấy nhau rồi, 10 năm rồi, thì đã qua cái giai đoạn khó khăn mua nhà, rồi bây giờ bắt đầu dư một chút xíu, là cái lứa tuổi là khoảng là 30, cho nên thì 30 hoặc là 35, cho nên thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc, tại vì mình cảm thấy mình được bù đắp. Bù đắp, đúng rồi. Với lại một phần nữa đó là mình được quyền lựa chọn. Đó, với lại một phần là bởi vì khi mà còn độc thân thì thường thì các anh chàng cũng khó có thể để dành được tiền. Khi mà lấy vợ về rồi thì vợ sẽ giúp để dành được tiền, cho nên là từ đó mà cuộc sống bắt đầu nó mới lên và từ đó thì mình cũng phải cần upgrade lên đúng không? Cho nên thì đây là cái giai đoạn của mình nên upgrade. Có thêm thì cũng không sao đâu. Thì khi mà nếu mà mình tới cái giai đoạn upgrade này rồi chục năm nữa thì mình tới cái giai đoạn nào hả Nancy? Cái đó thì em phải mời chị đến cái tuổi kế tiếp ở trong cuộc sống của mình. Thanh Thanh cũng rất là tò mò đấy, chưa suy nghĩ ra được là cái giai đoạn kế tiếp là cái giai đoạn nào nha quý vị. Và Thanh Thanh xin mời quý vị cùng với Nancy, cùng với Thanh Thanh đi tiếp với cái showcase kế tiếp nha. Vâng, và bây giờ là mình đang đứng ở ngay cái tủ Thanh Thanh được gọi đó như là cái tủ mà xui da, đúng không? Tủ mà mình ngồi xui, bởi vì bắt đầu tới cái giai đoạn mà 10 năm, 20 năm anniversary rồi là bắt đầu con cái cũng đã lớn rồi, 20-30 tuổi là bắt đầu tới cái tuổi mà mình phải cưới gả cho con mình. Em thường nói một câu là đây là 60 năm cuộc đời. Ồ, 20 năm đầu là bắt đầu hướng kia. Rồi mình đi xuống đây là 60 năm 60 cuộc đời năm. Của mình. Dạ, vâng. Cho nên trong cuộc đời của người phụ nữ nó rất là có nhiều thăng trầm với đúng nhau. Rồi. Có đúng nhiều rồi. Người phụ nữ đến với em á là nói cả đời này á chỉ hy sinh vì chồng vì con. Cho nên trong cái cảm giác của mình, trong cái cảm xúc của mình chưa bao giờ có một lần mà tự suy nghĩ đến cho bản thân của mình, chưa bao giờ nghĩ là lo cho gia đình hay là mua cái gì cho mình. Tại vì chính bản thân của mình ở tại Việt Nam thường nói với em là những mình khó khăn khi mà từ Việt Nam qua Mỹ rồi sau đó lo cho đời sống của con cái. Đúng rồi. Tới bây giờ cũng chưa bao giờ có được một món sản phẩm một cái nữ trang mà mình cho chính bản thân của mình. Cho nên có những lúc á, em cũng đã từng chứng kiến những cái cặp tình nhân 60 năm đến với em. Thôi mua đi bà. Không sao đâu, mua đi bà. Hồi xưa tôi không có cho bà được cái gì hết. Thôi bây giờ thì hai vợ chồng mình cũng đã gọi là sớ chiều rồi. Cho nên thì chọn một cái sản phẩm cho mình. Những cái tâm tình rất là cảm động lòng. Rất là cảm động. Nancy. Thanh Thanh nghĩ là đó cũng là một cái ý nghĩa rất là hay trong một cái showcase này. Chứng minh đó là người Việt của chúng ta rất là hy sinh. Hy sinh cho chồng, hy sinh cho con, hy sinh cho gia đình. Cho nên là đây là cái tủ mà mình phải tự thưởng cho mình, có đúng không ạ? Không, tự thưởng là một chuyện, nhưng mà cái tủ này em lại thấy những ông đi với bà rất là nhiều đến đây với em.
Tại vì đây là các bác lớn tuổi, rất là khoảng giai đoạn là 60 có chị. Tại vì cảm giác là giống như có những lúc bệnh hoạn, cái giống như cảm thấy là bù đắp cho những cái sự thiếu mất, bù đắp cho những cái sự gọi là thiếu sót ở trong đời sống. Đúng. Rồi giống như chị có biết không, ở trong cái đời sống nó rất là thăng trầm với nhau. Nhưng mà người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc á là được chính người chồng bạn của đời mình, của mình, bạn đời của mình chọn cho mình, đi chung với mình, ở bên cạnh mình, chăm sóc cho mình, quan tâm cho mình và lo lắng cho mình. Một sự nữ trang nó nói lên một cái sự biểu tượng là cái sự hạnh phúc của gia đình. Quan tâm không phải là chỉ mua mình mang cho nó đẹp là mình giữ làm của, nhưng mà cái đó là một cái kỷ niệm đó chị. Kỷ niệm đúng nó là mang rất là nhiều ý nghĩa trong và đó. Cho đó cho cháu, cho con sau này, không phải là mình mang để cho mình thôi đẹp thôi, nhưng mà mình mang để mình dành cho cháu mình, con mình sau này nữa. Cái generation của mình, cái đời sau của mình, nó vẫn còn là cái kỷ niệm và nó vẫn còn cái sự tồn tại của mình ở trong đó. Cho nên cái tủ này của em nó rất là cái nhiều ý nghĩa. Và mỗi cái tủ của em, mỗi cái showcase của em, nó đều có một cái ý nghĩa đặc biệt riêng của nó. Vâng, kính thưa quý vị, là bây giờ thì chúng tôi đang ở ngay cái tủ này, gọi là mình đi một vòng thì đi tới đi lui cũng trở về cái vị trí đó là nữ trang. Và mình trở về với cái dù là bây giờ mình bắt đầu mình chuẩn bị mình mua sắm nữ trang cho con dâu của mình. Cái giai đoạn này em thấy em mua bán nó rất là dễ. Ồ, vậy hả? Tại vì chị biết sao không? Tại vì em được chọn. Tại vì đa số á, là cái lứa tuổi của em nó phù hợp với lại những cái cô dâu. À, khách hàng sẽ dâu nói, cô chọn đại đi. Cô chọn cho tôi. Cô chọn đi. Cho nên em cái tủ này là sướng nhất. Vậy là mình cũng được cái đặc ân đó, phải không? Mình được special. Không, tại vì mấy cô nói, thầy cái lứa tuổi cũng cỡ kia là cô đó. Cho nên thầy cô chọn cái nào mà cô thích đi. Cho nên em thấy là cái tủ này em hạnh phúc nhất. Là em nhanh nhẹ nhất. Rồi, nhưng mà trở về vấn đề là cho cưới hỏi. Thường thường cái tuổi này là đa số người thường gọi là mấy dì hoặc là mấy bác đến em là nói, bây giờ tôi rất là vui, con của tôi nó đã chịu đám cưới rồi, và bây giờ tôi sẽ có thêm một thành viên mới trong gia đình. Tôi muốn chọn một sản phẩm để cho con dâu hợp lễ nghĩa và truyền thống của Việt Nam mình. Là trước nhất mình cần thêm như cái gì, thì em sẽ nói với, thường em nói với mấy cô là nói, trước nhất là mình cần đôi bông tai. Tại vì mẹ em thường nói là người phụ nữ là người Việt Nam mình là cần cái đôi bông tai. Đó là cái lễ nghĩa của người người mẹ dành cho con dâu. Và sau đó kèm thêm một cái đôi bông tai sẽ đi theo một cái sợi dây chuyền. Nó đi cùng một bộ với nhau. Đó là em thấy là đa số là mấy dì thường mua. Là đa số ở đây em sẽ có một cái sản phẩm em sẽ giới thiệu cho chị ha. Mình có rất là nhiều sản phẩm, không chỉ giới hạn là cái sản phẩm này. Ở đây sẵn nè là mình có là em thường em để chung với nhau, nó matching với nhau. Trước nhất mình có một cái đôi bông tai cộng thêm một cái mặt dây chuyền. Mấy cô bây giờ mang cũng đơn giản lắm chị. Mấy cổ cũng không có mang mà rườm rà cũng lớn lắm đâu. Tại vì cái tuổi này là chưa biết cái gì gọi là giá trị lắm. Tôi nhớ mà hồi xưa đó, bố mẹ của mình nó thường đeo là những cái vàng 24 này. Dạ đúng rồi. Vàng 24 mà nó bự, nó to. Nhưng mà bây giờ càng ngày thì nó càng nhỏ đi. Mấy cô bây giờ mang cái gì giống như rất là nhỏ, nhưng mà mấy cô xinh thôi. Đúng tại rồi. Vì cái lứa tuổi này vẫn còn lối suy nghĩ nó vẫn còn nhẹ nhàng. Đúng nó rồi. Cũng vẫn còn dễ thương. Nhưng mà đồng thời là tất cả những nữ trang nó cũng phải hợp với cái thời đại và nó phải modern. Nó phải modern nữa đúng không? Không, em thì chị biết không, tính em lựa nữ trang rất là kỹ. Tại vì đã qua bao nhiêu năm, gia đình em có kinh nghiệm trên 20 năm này. Cho nên những cái sản phẩm nào mà em đã chọn ở trong cái showcase của mình là em đã hiểu rằng là những cái showcase đó là nó hợp thời trang với lại khách sẽ rất là thích. Tại vì đó là qua cái sự kinh nghiệm, nhưng mà cũng có chọn thêm những cái kiểu khác nữa, nhưng mà đa số là những cái kiểu mới nhất và tân thời nhất và cho hợp thời trang nhất. Đó là em muốn nói với chị là đây, trở về lại cứ hỏi. Là mấy cô rất là đơn thuần. Đúng. Mang một đôi bông tai, một cái mặt dây chuyền rất là nhẹ nhàng. Đơn giản thôi, tại vì những cái sản phẩm này mình có thể mang hàng ngày được. Đúng rồi. Còn những cái dạ tiệc là khác. Còn những cái gì mà mình mang cho cưới hỏi thường thường đa số là trộn, nó đi chung với nhau một bộ. Đó là như vậy. Một lần nữa thì Thanh Thanh xin mời Nancy sẽ gửi lời chào đến quý khán thính giả. Và đặc biệt trong cái mùa lễ này thì xin mời Nancy gửi lời cảm ơn đến đài BWN, khán giả của đài BWN nói riêng, nhưng mà nói chung là tất cả những khách hàng của Tiệm Vàng Bảo Hoàng.
Rồi, cũng cảm ơn chị Thanh Thanh đã tận tình đến đây với em. Với là chị em mình một cái talk show em cảm thấy rất là ý nghĩa, rất là vui và những chị em gái rất là thích. Tại vì không chỉ là mình biết được, mình hiểu được ở trong cuộc sống mình cần những cái gì và mỗi cái giai đoạn khác nhau và mình muốn cái gì. Và trước nhất là em cho em cảm ơn khán giả đài BVN đã coi và ủng hộ, và khách hàng của tiệm vàng Bảo Hoàng và những cái khách hàng trong tương lai nữa. Cho nên thì mùa lễ Giáng sinh em không có gì hơn, chỉ là một cái quà nhỏ nhỏ dành cho khách hàng. Năm ngoái thì em không có làm, nhưng mà năm này thì em thấy khách hàng càng ngày càng thương. Cho nên em không có gì hơn, em cho một cái hộp quà nhỏ nhỏ. Cho nên thì khách hàng sẽ được, giống mình được tự thưởng mình extra bonus đó chị. Không, tuy là nó nhỏ nhưng mà nó giá rất là giá trị nữa quý vị. Bởi vì mình mua hàng đâu bao giờ mà mình được trừ liền ngay tại chỗ. Mà chỉ có cái năm nay và chỉ có cái từ ngày 6 tây tháng 12 tới ngày 25 tây tháng 12 mà thôi. Cho nên là đây là một cái gì đó mà Nancy gửi đến cho tất cả quý đồng hương cũng như là khách hàng, đặc biệt là khách hàng của tiệm vàng Bảo Hoàng. Và bây giờ thì Thanh Thanh sẽ xin được phép rời làn sóng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phỏng vấn đặc biệt lần tới.